Theo Công an thành phố Thanh Hóa, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 27 tháng 3, trên tuyến đường nội thị thuộc phố Cao Sơn, phường An Hưng, xe ô tô mang biển xanh 36M002.67 do anh Nguyễn Văn Thông, 39 tuổi, trú tại phố 3, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, điều khiển va chạm với xe máy biển số 36P19149 do ông Lê Hải Đàm, 66 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, điều khiển. Sau khi va chạm với xe máy, xe ô tô mất lái lao vào tiệm bán hoa quả ven đường, vị trí có hai người đang ngồi bán hàng. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm hai người ngồi bán hoa quả tử vong gồm A, 65 tuổi, trú tại phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa và H, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Còn ông Lê Hải Đàm bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, xe biển xanh 36M002.67 được đăng ký lần đầu vào ngày 5 tháng 3 năm 2014, loại xe tải pickup cabin kép. Chủ sở hữu chiếc ô tô này là Ban Quản lý Dự án Phục hồi và Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ Thanh Hóa, địa chỉ tại số 49, đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, tài xế Nguyễn Văn Thông đã đến cơ quan công an trình báo. Bước đầu, kiểm tra nồng độ cồn từ tài xế Thông cho thấy không vi phạm. Công an thành phố Thanh Hóa đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.